Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mọi người cùng xem một ngày của bà chủ tiệm cà phê sẽ như thế nào nhé. Thì sáng thức dậy thì sẽ rửa mặt và đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân như bình thường thôi. Mọi người nhớ bôi kem chống nắng hàng ngày nha. Giờ thì mình sẽ thay đồng phục của quán, giặt quần áo để đem đi phơi. Giờ thì phải làm bánh thôi. Yeah, cuối cùng mình đã làm xong rồi. Mở một chương trình thư giãn cho ngày mới nào. Quá trời là bừa bộn luôn ý, hôm qua mình quên chưa dọn. Ui, cuối cùng đã xong rồi. Giờ thì sẽ tưới cây. Thúy ơi, dậy thôi, trời sáng rồi nào. Nào dậy thôi. Thúy ngồi đây để chị lấy đồ ăn sáng cho Thúy nhé. Nè, Thúy ăn ngon ở trong quán cho chị nha. Làm từ sáng đến giờ Thúy quên không ăn sáng luôn ý. Thôi ăn tạm cái bánh bao. Ngon quá. Xin chào quý khách. Chị ơi, cho em một ly cà phê với. Quý khách xin chờ trong giây lát. Đây cà phê của quý khách đây ạ. Hấp dẫn quá. Chúc quý khách buổi sáng tốt lành. Cảm ơn quý khách. Bánh của em đây, chị gửi nè. Xin cảm ơn. Yeah, cuối cùng đã bán xong rồi. Mệt quá. Đây là doanh thu hôm nay nè. Yeah, oh yeah. Bây giờ tôi mới ăn trưa. Ngon quá đi. Bây giờ thì mình đang học thêm công thức làm bánh mới với lại là chiến thuật marketing cho cửa hàng ý. Bây giờ tôi sẽ đi tắm và sẽ đi mua nguyên liệu để ngày mai làm cà phê và bánh. Ta-da, xong rồi. Giờ đội thêm mũ, đeo kính với lại răng lấy túi là xong. Đi thôi. Xin kính chào quý khách. Chị ơi, cho em xin cái túi với ạ. Mình sẽ mua thêm đường để làm bánh. Qua đây thì mua mứt để có thể là ăn cùng bánh mì nè. Mua thêm một hạt giống cây với cả là hoa quả nữa. Mua thêm sữa. Vậy là xong rồi, tính tiền thôi. Anh ơi, cho em một gói thức ăn cho cún với ạ. Loại này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Anh gửi tiền ạ. Vậy là đã mua xong rồi. Giờ thì cùng tôi đi ăn tối nhá. Tối nay thì tôi sẽ ăn một phần hamburger với lại là khoai chiên. Lấy nước ngọt nữa nè. Nhìn hấp dẫn quá đi. Hai, cuối cùng đã về đến nhà rồi. Cất đồ đã. Chắc Thúy chờ chị lâu lắm rồi đúng không? Đợi chị thay quần áo xong, chị với Thúy cùng xem phim nha.
Trước khi đi ngủ thì tớ có đắp mặt nạ nè. Tớ thì pha một cốc cà phê sữa nóng để uống vào buổi tối. Một ly cà phê nóng, xem chương trình yêu thích, còn gì đã hơn nào? Giờ cũng muộn rồi, tớ sẽ đi đánh răng rửa mặt và đi ngủ đây. Thay đồ ngủ nè. Ngủ thôi. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip lần này của mình nhé. Tạm biệt mọi người, bye bye. Mọi người xem clip nhớ like.